6 tháng 1 à. 6 tháng 1 2021 nha bạn. Sushi sẽ đi phỏng vấn vào lớp 1 à. Sushi sao ở nhà đây con? Dạ cả nhà. Hôm nay con đi đâu? Dạ hôm nay con đi phỏng vấn vào lớp 1. Ok, cả nhà xem nha. Hello cả nhà. Hello cả nhà, hôm nay là ngày 9 tháng 1 năm 2021. Đằng sau mình đây là bạn Phương Anh. Đây, bạn Chu cái mỏ, còn bạn Nam Phương thì đeo khẩu trang. Hôm nay là ngày rất là đặc biệt với bạn Phương Anh Sushi. Là sẽ đi đâu? Đi phỏng vấn lớp 1. Dạ con. Dạ sao? Dạ đi phỏng vấn lớp 1 các bạn. Vậy hả? À hôm nay là bạn Phương Anh sẽ đi phỏng vấn vào lớp 1. Thì cũng chưa biết là phỏng vấn vào lớp 1 sẽ hỏi cái gì, sẽ như thế nào, thì muốn quay lại clip này để làm kỷ niệm cho bạn Phương Anh cũng như là chia sẻ với cả nhà khi mà phỏng vấn vào lớp 1 sẽ có những cái vấn đề gì. Thì cái lý do mà phỏng vấn vào lớp 1 là do cái trường mà Phương Anh sẽ học là cái lượng người mà đăng ký vào, lượng học sinh đăng ký vào nó rất là đông so với cái khả năng của trường. Do trường có chỉ có 2 lớp 1 mà mỗi lớp 15 bạn là có 30 bạn học sinh lớp 1 thôi. Mà số lượng nộp rất là đông, thì hôm nay bạn đi phỏng vấn để xem coi là có đủ khả năng để học hay không nhé. Rồi các bạn hãy cùng theo chân của mấy ba con mình nha. Đây, phỏng vấn nha. Rồi khi đi vô trường. Vô đây coi. Vô đi qua điền cái mẫu cho. Rồi vô đi điền mẫu cái. Đây, cả lớp 1 này. Xin vào trong trường đúng không? Cái bạn lớp 1 khác đây. Xí ơi Xí, đi lên đi ha. Hello Xí, cởi khẩu trang đi con. Sao rồi, ok không? Con hỏi gì con vậy? Kéo xuống kéo. Lạnh không con? Đi đâu cái gì đi đâu? Rồi sao, ok không? Con hỏi gì? Hả? Rồi, chút xíu lên xe kể ha. Giờ sao, thôi đi về, thôi đi ra đi về. Xí, con ra đi về đi con. Rồi thôi đi về con. Dạ xong rồi con. Dạ. Dạ vâng, dạ, thôi đi về con. Đi go, đi thẳng đi về. Đi về con ơi. Có gì cô trả lời sau nha. Đi. Mở cửa về. Rồi bạn Sushi đã xong. Rồi. Đi con. Let's go. Về nha. Vui không? Sushi vui không? Sushi đói bụng không? Đi ăn gì nha. Con xin chào cả nhà. Hôm nay con sẽ đi phỏng vấn lớp 1. Con sẽ kể cho cả nhà vì sao con đi phỏng vấn lớp 1. Đầu tiên, cô cho con vẽ và tô màu. Thứ hai, cô cho con học hình. Thứ ba, cô kể chuyện cho con nghe. Thứ tư, cô dẫn xuống cầu thang. Thứ năm, được trả lời câu hỏi. Thứ sáu, được trả lời câu hỏi chị. Thứ bảy, được viết chữ. Thứ tám, được xuống sân chơi. Thứ chín được lên cầu thang để lên lớp học. Thứ mười,
thứ 10, cô cho tụi con chọn cái chỗ ngồi. Dạ, đó là 10 nguyên tắc để vô lớp của chúng ta. Bye bye các bạn đi phòng bến lớp 1 nha. Thì con lúc mà cô hỏi thì con làm cái gì? Ví dụ con kể lại lúc mà cô hỏi cái câu chuyện gì như thế nào, con kể cho ba nghe với. Thứ 11 là cô kể câu chuyện. Thứ 11 cô kể câu chuyện sói và kiều. Rồi cô kể như sao, rồi xong rồi con nói cái gì, rồi các bạn như thế nào, rồi con làm được cái gì, con trả lời sao? Thứ 12 cô cho con trả lời câu hỏi, mấy bạn còn lại cũng giơ tay. Cô ơi, thứ 13 cô trả lời con, tụi con trả lời ở nhà tụi con làm gì tự làm gì. Rồi con trả lời sao? Con trả lời là có hết. Là cái gì đâu, những câu hỏi gì? Thứ nhất là cô trả lời câu hỏi ở nhà bạn nào có tự làm không, con nói là có. Như bạn cũng nói là có. Rồi gì nữa? Hết rồi cả nhà. Không, nhưng mà câu hỏi gì, con kể bạn nghe câu hỏi gì? Câu hỏi là mình tự làm thôi. Hồi nãy sao con kể có đánh răng gì nữa mà? Cô hỏi con có tự đánh răng không đúng không? Đó là tự làm thôi mà ba. Vậy hả? Chứ cô không có hỏi là tự đánh răng hay xếp mền gì hết hả? Có mà. Thì con hỏi đi, thì cô hỏi sao? Cô hỏi là thứ nhất, cô hỏi cô hai cô đó dạy cho chúng ta đại học kể câu chuyện. Và cô hỏi là ở nhà có ai kể chuyện cho mấy bạn nghe không? Con nói là có. Rồi cái gì, hỏi về iPad gì nữa đó. Hỏi về iPad, có bạn nào chơi game không? Nó là không. Gì hả? Còn gì nữa ta? Có bạn Thánh Long chơi game. Chơi quá. À hả? Rồi con trả lời là con có chơi game không? Dạ không. Rồi cô nói gì? Cô nói là giỏi quá. À hả? Rồi còn gì nữa không ta? Con vẫn là cả nhà. Còn gì nữa nhỉ? Đầu tiên là cái gì? Đầu tiên là con kể lại đi, con nhắc lại đi. Có quy tắc là có 13, mình kể rồi mà. Thì giờ con kể lại lần nữa đi. Con mở miệng rồi. Rồi con lên trong lớp có đông bạn không? Dạ con không. Nghe hả? Dạ. Rồi trong lớp có mấy cô? Dạ có 2 cô. Dạ. Rồi cô kể chuyện con nghe hả? Dạ. Con tô màu gì nữa chứ nhờ, hồi nãy quên rồi. Ngồi thẳng người lên con. Con chưa được tô màu. Vì sao? Ma con sẽ được lên lớp 1 tô màu. Hả? Dạ. Rồi con đến trường nó như thế nào? Đến trường nó vui. Dạ hả? Nó hằng lòng với mấy cô. Rồi lúc cô hỏi thì con có giơ tay lên không? Dạ con có. Con giơ tay làm sao nè? Giơ tay như thế này. Rồi cô nói thì sao? Cô nói là mời Phương Anh. Rồi cô dạ thưa cô, trong câu chuyện này có nhân vật gì? Cô nói là sói, kiều, bất thiệu xăng. Thế rồi có một bạn con kiều. Cô nói là đúng không các bạn? Các bạn giơ tay cho con. Hết rồi cả nhà. Còn gì nữa không nè? Còn có gì kể cho con nghe nữa không? Hết rồi. Rồi các bạn kia có khóc không? Dạ con không. Rồi Phương Anh vô lớp Phương Anh có thích không? Dạ con thích. Rồi nhưng mà cô có hỏi Phương Anh nhiều không? Cô hỏi Phương Anh những câu hỏi nào? Cô hỏi nhiều lắm. Đâu con kể lại bạn nghe coi, cô hỏi câu hỏi nào? Hồi nãy con kể 13 rồi đó. Nhưng mà ví dụ đi, một câu hỏi khác nữa đi. Thử ơi, cô hỏi gì rồi Phương Anh trả lời cô làm sao? Trả lời dạ thưa cô, dạ thưa cô, dạ thưa cô. Đâu thì con hỏi thử một câu nữa coi. Đâu còn hỏi câu nữa coi. Dạ thưa cô, con tự đánh răng. Thứ hai cũng tiếp tục dạ thưa cô thôi. Đâu cô hỏi Phương Anh một câu hỏi nào nữa, Phương Anh nhắc lại cho ba nghe với. Con nói miệng nhà đó. Phương Anh nói tiếp đi, kể cho ba nghe đi. Con mở miệng rồi. Giờ Phương Anh làm gì? Giờ con sẽ chuẩn bị đi học. Dạ, Phương Anh hát bài Tạm biệt búp bê thân yêu đi. Hai bài. Tạm biệt búp bê thân yêu, tạm biệt gió mưa xa nghe, tạm biệt thân.
thời chiến sinh sinh mai im về lâu một rồi nhớ lắm nhưng sao được trường mầm na thân yêu. Còn bài khác cũng bài đó mà sửa lời lại tí đi, mai gì đấy. Tạm biệt búp bê thân yêu, tạm biệt giáo mi xa nghe, tạm biệt thời chiến sinh sinh mai si về lớp một rồi nhớ lắm nhìn xa từ trường lúc anh thân yêu. Ngờ kia okay, con xin chào cả nhà đi. Bye bye cả nhà, cả nhà hãy lên YouTube chơi kẹt tụi con nha.